Hello, xin chào các bạn. Hôm nay có một cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là phóng sanh rùa. Thì việc phóng sanh rùa có lợi và có hại như thế nào? Đối với những cái người mà theo Phật giáo hay là những cái đạo khác, người ta có tín ngưỡng là thường thường đi phóng sanh những cái con vật và những cái ngày lễ để cầu may mắn và tạo phước đức cho con cháu. Thì xuất phát cái hành động phóng sanh là từ cái thiện tâm của mỗi người. Nhưng mà phóng sanh rùa như vậy liệu có đúng hay không? Liệu có tạo được phước đức hay không? Hay là lại vô tình gây tạo nghiệp? Mình dùng cái từ tạo nghiệp ha. Thì lý do tại sao? Đây là con rùa tai đỏ của mình. Ở những cái chỗ mà người ta phóng sanh á, người ta bán cái con rùa để phóng sanh, thường thường là người ta bán cái loại rùa tai đỏ này. Thì mọi người thường thấy người ta bán cái con rùa chút xíu vậy thôi các bạn. Đó, một con rùa có chút xíu vậy thôi, hoặc là bự hơn xíu. Người ta bán một con rùa như thế này. Con này là thuộc dạng hàng hiếm của mình rồi. Con này ha. Đây, người ta bán những con rùa như thế này. Thì các bạn để ý là trên tay nó nè, có những cái đường sọc màu đỏ. Đây, con này cũng vậy. Thì đây là rùa tai đỏ, một cái loại rùa ngoại lai xâm lấn, tàn phá môi trường rất là kinh khủng. Mà thường thường người ta bán rùa phóng sinh á, là người ta bán cái loại rùa này. Các bạn mua về các bạn thả xuống sông, xuống hồ, xuống suối thì lại vô tình tạo ra một cái tình cảnh chung, đó là phóng sanh cái con vật ngoại lai này ra ngoài môi trường. Nó sẽ ăn hết mọi thứ trên đường nó đi, từ cây cỏ đến động vật. Ở ngoài Hà Nội á, là người ta đang có một cái chiến dịch trục vớt cái loài rùa này. Đây là một cái loài rùa mà nó thuộc top 10 loài vật xâm hại nguy hiểm nhất trên hành tinh. Mình thì mình nuôi cảnh thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà thực tế ở ngoài môi trường thì nó lại là một cái loài tàn phá, phải nói là rất kinh khủng. Tại vì cái loài này nó rất là dữ, phải nói gọi là nó dữ kinh hồn luôn. Nó tấn công mọi cái loài bản địa của Việt Nam mình. Rùa này là nó du nhập từ bên ngoài nước ta vào trong nước và nội địa, chứ không phải là một loại rùa bản địa của Việt Nam. Vì vậy mà cái việc phóng sanh á, nó sai mục đích, nó vô tình, nó trở thành sai mục đích. Không phải là sai mục đích mà là sai cái ý nghĩa của việc phóng sanh. Thay vì á, người ta tạo phước đức là người ta thả những cái con rùa nó đúng loại, nó hiền ra môi trường để nó sống, mà vô tình các bạn lại thả một cái loài nó tàn phá môi trường ra ngoài thì nó không có tốt đẹp ha. Đó, đây là cái loại rùa tai đỏ đó ha. Các bạn để ý đi, những cái con rùa xanh mini á, người ta nói là rùa xanh mini bán có mấy chục ngàn con á, là nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Là những cái con như thế này nè mà sai nó còn nhỏ đó các bạn. Khi những con đó nó lớn lên nó sẽ bự như thế này, và nó còn bự ra nữa. Nó bự tầng 26cm lận. Đó, trên cái tai nó từ nhỏ đó có đặc điểm là có một cái tai màu đỏ như thế này rồi ha. Thì cái thứ nhất mà việc sai lầm thứ nhất mà các bạn phóng sinh hay gặp phải, đó là phóng sinh sai loại rùa ha. Đó. Vậy các bạn nên phóng sinh loại rùa nào là hợp lý nhất? Tất nhiên không phải là con rùa common snapping này rồi. Tại vì nó là một cái loài hung dữ, phải nói là bạo luôn, bạo chúa luôn. Nên thả ra sông ngồi thì nó gây nguy hiểm cho mọi người nữa. Ok, bây giờ mình sẽ dắt các bạn ra ngoài trước sân của mình để cho bạn xem cái loại rùa mà mình đang muốn nói tới ha. Okay. Thì đây là loài rùa tai đỏ. Các bạn không nên phóng sanh cái loài này. Tại vì những cái như hồi nãy mình đã nói rồi á,
là những cái nơi mà người ta bán thú phóng sanh á, người ta thường thường đa số là bán cái loại rùa tai đỏ này. Thì các bạn chỉ việc né cái loại rùa này ra, còn những cái loại khác các bạn cứ thả bình thường ha. Đó, cái rùa tai đỏ là có một cái tai màu đỏ ở đây. Ở ngoài người ta bán cái con chút xíu vậy nè các bạn, hoặc là bự hơn nhưng mà cái tai nó màu đỏ, thì các bạn né loại rùa này ra. Tuyệt đối là không được phóng sanh loại này xuống những cái ao hồ, sông suối. Tại vì nó là một cái loài động vật xâm lấn khá là nguy hại. Nếu các bạn muốn phóng sanh á, thì đây. Chắc ở những cái tụ điểm đó, bậy, nói tụ điểm là sai rồi. Tụ điểm là dành cho âm nhạc, nó bậy quá. Ở những cái địa điểm người ta bán rùa phóng sanh á, thì người ta sẽ bán chung với lại những cái con như thế này. Con này là rùa 3G mình bắt được cách đây 2 ngày ở cái sau cái nhà chòi phía sau nhà mình á. Đó, đây là rùa 3G. Một con rùa còn rất là đẹp, rất là lành. Thì loại rùa này á, nó là rùa bản địa của Việt Nam, ăn cá. Nó không có săn cá mà nó không có ăn thực vật nữa. Nó chỉ ăn ốc bu thôi. Đó, ốc bu là một cái loài mà phải nói là xâm lấn. Một cái loài xâm lấn cũng khá là nguy hại. Nhưng mà loại rùa này nó tiêu diệt cái loài xâm lấn đó. Nên các bạn nếu mà muốn phóng sanh á, thì nên mua cái loại 3G này phóng sanh. Mình sẽ làm một cái clip phóng sanh con 3G này sau cho các bạn xem. Tại vì mình nuôi á, thì mình không có thích nuôi cái loại này. Cái thứ hai nữa, mình nói mình bắt á, thì nhiều bạn không tin. Tại vì bây giờ loại này nó bán khá là nhiều. Cái khu vực nhà mình nó lại rất là nhiều nữa. Mà mỗi lần mình bắt thì mình toàn là vô tình bắt được, mình không có quay được cái cảnh đó. Không có quay cảnh đi mò đi bắt cho bạn xem được. Đó. Đây là loại rùa 3G. Loại rùa này các bạn nên phóng sanh ha. Đây, cầm lên một lần nữa. So sánh nè. Đó. Đây là tai đỏ. Đây là 3G. Loại này tuyệt đối không được phóng sanh. Loại này nên phóng sanh. Các bạn không có hình dung được đâu. Ở những cái clip mà mình cho nó ăn rau nè, mình cho nó săn cá nè, thì các bạn đã biết được cái độ mà hung dữ cũng như là cái độ tàn phá của cái loại rùa tai đỏ này như thế nào. Mình nuôi thì nó đẹp nên mình nuôi thôi. Với lại nó rất là khỏe nên mình nuôi nó cũng dễ lắm. Nhưng nếu mà nó ra môi trường với một cái con sức ăn như thế này thì phải nói là nó đi tới đâu là không còn cái gì luôn các bạn. Nó giống như là ốc bu vàng với lại châu chấu vậy đó. Nó phá hoại kinh khủng lắm. Nên phóng sanh cái loại này ra ngoài thì phải nói là thôi rồi luôn. Rồi ok, clip này kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay ý nghĩa thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình phát triển kênh. Ok, bye bye các bạn nha. Ơi, tự nhiên mình quên nữa các bạn. Nãy giờ mình nói về hai loại rùa nước. Vậy còn một cái điều mà mình muốn truyền tải đến các bạn nữa, đó là rùa cạn ha. Thì các bạn phải biết phân biệt đâu là rùa cạn, đâu là rùa nước, để các bạn thả đúng nơi cho tụi nó về sống đúng chỗ. Thì cái clip mà mình vừa cho các bạn xem á, đó là một cái clip mà con rùa nước vàng bị phóng sanh ở trong một cái ao của chùa Ngọc Hoàng trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã có góp ý với lại sư thầy ở đó, nhưng mà họ không có chịu nghe mình. Họ nói là nó sống được, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài chứ nó không có ảnh hưởng ngay. Nhưng mà hiện tại thì nhà chùa đã được tiếp nhận thông tin và đã dời cái số rùa nước vàng đó lên cạn. Nhưng mà các bạn hãy ý thức được rằng cái loại mà các bạn đang thả là rùa nước hay rùa cạn nha. Một con rùa cạn khi thả xuống nước thì nó không thể nào mà nó sống được đó. Tùy thôi. Đó, ok. Rồi, clip này mình xin kết thúc tại đây ha. Ở trong kia là con rùa của mình nó đang ngủ ở trong á. Rồi ok, bye bye các bạn lần nữa nha.